Mình nhìn cái mặt mày này. Đây rồi. Ngọc ơi, Ngọc có bị làm sao không? Chân Ngọc đã bị gãy chưa? Này, Ngọc mà có mệnh hệ gì nhá là Bách không sống được đâu đấy. Mà Ngọc đã đi khám chưa đấy? Không được chủ quan đâu. Hôm trước ấy, ở phố nhà Bách nhá, có một bà ngã nhẹ thôi mà gãy cả chân đấy. Mà vừa hôm qua, cái ông ở sát nhà Bách nhá, chỉ bị xước xước nhẹ chân. Thế mà tối về bác sĩ bảo là phải cưa cả chân đấy. Này, ông quan tâm Ngọc hay là chủ yếu Ngọc đấy? Bách đang lo lắng cho Ngọc mà. Ca này của ông ấy thực sự là hạn hán lời luôn. Đúng. Này, sao biết tôi bị ngã? Thì vừa hai người này post ảnh lên mà. Có mỗi cái chân thôi nhá, mà được gần 1.000 like đấy. Công nhận đấy, chân bà non thế mà hot phết. Lúc đấy đang ngồi chuẩn bị quà cho Ngọc, tự nhiên nhìn thấy cái ảnh đấy, Bách chả còn tâm trí đâu mà làm nữa, liền phóng xe đến đây ngay. Quà hơi xấu, Ngọc đừng chê nhá. Qua sông thì phải lụy đò. Đúng. Mà muốn cưa được Ngọc ấy thì phải có quà cho bọn này đi. Chứ hẳn. Có. Bách chuẩn bị cả hai món quà này cho hai người đấy. Này. Bách ơi. Ông làm cái này là quá sai đấy. Sao lại sai? Như thế này là phân biệt đối xử đấy. Có các bà tất đấy. Ngọc ơi, chân Ngọc đau thế này không đi được đâu. Lên đây Bách cõng vào lơm nhá. Đi, Ngọc, lên đi, Bách chịu được mà. Nào. Quả thế này ấy thì phắn. Dịch ra. Này, chiến binh ấy là không được từ bỏ dễ dàng. Cứ từ từ rồi khoai sẽ như nhá. Mình xin. Ngọc, Ngọc ơi, Bách có món quà muốn tặng cho Ngọc. Chúc Ngọc vững bước trên con đường mà Ngọc đã chọn. Đây là cái gì? Đây là cái nạng. Này, Bách mất bao nhiêu công mới mua được đấy. Hôm qua nhá, còn phải sang nhà cái bà bị gãy chân ở phố nhà Bách hỏi xem là mua ở đâu đấy. Đâu có vấn đề à? Không, Bách vẫn bình thường mà. Ngọc mới là người có vấn đề ấy. Thế nên Bách mới phải mua cho Ngọc cái này để đi lại cho dễ. Cậu định chùi ảo tôi gãy chân phải không? Không, ý Bách không phải là như thế. Cái này đi lại dễ mà. Đây này, này, đấy nhá. Hôm qua Bách đã phải thử ở nhà rồi. Có cái này tiện cực. Kể cả Ngọc gãy cả hai chân, đi lại vẫn bình thường. Này, đợi tao tí. Này, ca này của ông ấy tôi chịu. Mang về mà dùng, Ngọc nó không lấy đâu. Thế là thế nào? Ngọc ơi! Đúng giờ đấy. Này, đưa Ngọc công chúa của bọn tôi về nhá. Bọn tôi phải đi trước đây, lại có việc. Ok. Này, đưa đi đón cho nó cẩn thận đấy. Nó mà xước một vết thôi đi thì tao giết. Đúng. Biết rồi, người ta chuẩn bị mũ đây này. Đi đây. Ngọc đội mũ này, Bách chở đi. Thôi khỏi. Tôi bốc xe rồi. Thôi, để Bách chở Ngọc về. À, mà Bách vừa biết một quán bán bánh cá ngon cực nhá. Bây giờ Bách sẽ đưa Ngọc đi ăn bánh cá, đi uống trà sữa, xong Bách đưa Ngọc về nhà. Kế hoạch hoàn hảo đấy, nhưng mà rất tiếc là sai thời điểm rồi. Sao lại sai? Là tôi đã có hẹn đi ăn với một người đàn ông khác. Một người đàn ông á? Ai đây? Ngọc quen người đấy lâu chưa? Cũng được hơn 20 năm rồi. 20 năm? Ngọc! Tại sao lại như thế? Ngọc vừa xinh, lại vừa thông minh. Nhà Ngọc cũng có điều kiện nữa. Mà hơn thế nữa nhá, bên cạnh Ngọc lúc nào cũng có một chàng hoàng tử là Bách. Tại sao Ngọc lại phải đi quen một người bằng tuổi bố mình như thế? Thì đúng, là bố của tôi mà. Ngọc không nói sớm là Bách cứ tưởng là... Mà thôi, Ngọc lên xe đi, Bách đưa Ngọc ra. Tôi đã bảo không cần rồi mà. Trời nắng thế này, bắt cậu đi vòng vèo làm cái gì? Ngọc lúc nào khách sáo với Bách. Mà chân Ngọc đau như thế này, để Ngọc đi một mình, Bách không yên tâm. Chính vì chân của tôi đau nên tôi mới phải đi taxi đấy. Lần nữa, cảm ơn cậu nhá. Alo ạ? Dạ vâng, anh cứ rẽ vào bên trong là thấy em. Cảm ơn cậu nhá. Bà này, tí đi ra đến nơi, nhắn tin cho Bách nhá.